Ba La Mã làm giàu. Một, kinh doanh thành công. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Gosita, rồi Tôn giả Sariputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn. Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn. Này Sariputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn. Nhưng ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi mạng chung người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. Ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng được thành tựu ngoài ý muốn. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 4 Phẩm Không Hí Luận Phần Buôn Bán, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 708. Lời bàn. Hàng Phật tử tại gia ngoài việc tu học còn có một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng là lo kiếm sống. Không ít người trong hàng Phật tử kiếm sống bằng công việc kinh doanh buôn bán lương thiện. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng buôn bán thành công dù tận lực với công việc. Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động như hiện nay, chỉ xét riêng về những người làm ăn chân chính, có nhiều người phất lên nhanh chóng, nhưng cũng có không ít người ngậm đắng nuốt cay vì công việc trì trệ, thậm chí lỗ lã, dẫn đến tán gia bại sản. Để lý giải cho thành công của mình, đa phần những doanh nhân đều cho rằng họ biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt được quy luật thị trường và có chút phần may mắn. Đối với những doanh nhân làm ăn thất bại thì tiếc nuối tìm cơ hội khác vì mình đâu có kém ai, nhưng sự đời vốn, mưu sự tại người nhưng thành sự tại trời. Ít ai ngờ rằng công việc kinh doanh của họ trong hiện tại thành công hay thất bại có liên hệ mật thiết với phước báo mà họ đã gieo trồng trong quá khứ. Chính điều này đã lý giải rõ ràng điều mà ngành kinh tế học không lý giải nổi, đó là cơ may thị trường. Vì thế người con Phật khi làm chơi mà ăn thiệt thì không vội tự mãn, khi làm thiệt mà ăn chơi thì chẳng nên chán nản bi quan, bởi trong kinh doanh, ngoài năng lực nhạy bén biết chớp thời cơ nắm bắt cơ hội, thì may mắn vẫn là yếu tố quan trọng, đôi khi mang tính quyết định. May mắn ấy theo Phật giáo chính là phước báo của mỗi người. Phước báo được tô bồi vun đắp bởi nhiều đời, làm nhiều điều thiện. Ảnh hưởng mạnh nhất là sự tạo phước bằng cách trợ duyên cho người thành tựu giới đức có điều kiện tu tập. Do vậy, hãy xây dựng phước báo cho mình trong đời này và đời sau bằng cách phát nguyện hộ trì người tu hành và thực hiện đúng như những gì mình đã phát nguyện. 2. Không kinh doanh phi pháp. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc.
năm nghề buôn bán này. Này các tỷ kheo, người cư sĩ không nên làm. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 Phẩm Nam Cư Sĩ phần Người Buôn Bán, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 646. Lời bàn. Kinh doanh buôn bán là một trong những nghề nghiệp đem lại hiệu quả, kinh tế cao, có nhiều cơ hội để thành công trở nên giàu có. Nhưng đồng thời cũng dễ dàng chuốc lấy thất bại, vì lẽ sự biến động về thị trường giá cả và cạnh tranh rất dữ dội, trong khi quyết định đầu tư đôi lúc chỉ xảy ra trong tích tắc. Dù thương trường luôn là chiến trường, nhưng từ xưa cho đến nay, kinh doanh buôn bán vẫn là một nghề hấp dẫn, vì phi thương bất phú, không lao vào kinh doanh thì khó mà giàu lên được. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng công sức và trí tuệ của mình để làm ăn chân chính. Kinh doanh hợp pháp, với hoài bão, đem lại hạnh phúc cho tự thân và góp phần cải thiện nâng cao đời sống xã hội. Để kiếm tiền nhanh chóng, chạy theo siêu lợi nhuận, không ít người đã tán tận lương tâm, làm ăn phi pháp, gây ra biết bao tai họa. Những phi vụ đen về vũ khí, hạt nhân, những đường dây buôn bán phụ nữ, những hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền có tính đa quốc gia của các tập đoàn, băng nhóm tội phạm đã trở thành mối hiểm họa, đe dọa an ninh và sức khỏe của nhân loại trên toàn cầu. Không phải đến tận ngày nay nhân loại mới báo động đỏ, tấn công không khoan nhượng với các loại tội phạm kinh tế, mà ngay từ thời Thế Tôn Ngài đã lên án, tuyên chiến và khai tử đối với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm này. Người Phật tử vâng lời răn dạy của Thế Tôn, không nên và không được buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc. Ngày nay, nhân loại đang sống trong thời đại văn minh và tiến bộ. Song những thủ đoạn làm ăn bất chính của các tập đoàn băng đảng tội phạm lại càng tinh vi hơn, đặc biệt cực kỳ nguy hiểm vì mang tính toàn cầu. Hơn ai hết, người con Phật luôn ý thức sâu sắc về sự nguy hại của những hoạt động kinh doanh phi pháp chạy theo lợi nhuận mà không màng đến hậu quả, để làm ăn lương thiện nhằm xây dựng hạnh phúc, an vui, bền vững cho bản thân và xã hội. Kiên quyết đấu tranh với các hình thức kinh doanh bất chính, phi nhân và phi nghĩa là hành động thiết thực của người Phật tử, sống theo lời Phật dạy. 3. Làm giàu. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại khu vườn ông Anathapindika. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến. Sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika: Này gia chủ, có 5 lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là 5? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, tự mình làm an lạc, hoan hỷ, làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ nhất để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn. Vị này làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gầy dựng tài sản. Này gia chủ, vị thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn. Các tai họa để trở thành trắng tay bị chặn đứng, và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn.
vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua và chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản. Này gia chủ, vị thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, vị ấy tổ chức cúng dường các vị sa môn, bà la môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báo vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 Phẩm Vua Munda, phần Trở Thành Giàu, lược, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 374. Lời bàn. Đề cập đến Phật giáo, xưa nay đa phần đều nghĩ về khuynh hướng ly dục, muốn ít và thanh bần. Ít ai ngờ rằng Thế Tôn từng khuyến khích hàng đệ tử phải cố gắng làm giàu, hãy gầy dựng tài sản, làm giàu với năm mục đích cao thượng. Làm cho cá nhân và xã hội trở nên giàu có, thịnh vượng là khát vọng của nhân loại. Thế nhưng, con đường để trở thành giàu có không phải ở đâu và lúc nào cũng chân chính, là thành quả lao động khó nhọc từ khối óc và bàn tay. Vì thế, người Phật tử vâng lời Thế Tôn dạy, làm giàu chân chính bằng sự nỗ lực cố gắng, bằng tất cả trí tuệ và sức lực, bằng các phương thức lao động kinh doanh hợp pháp. Đồng thời, việc tạo ra của cải vật chất với mục đích cao cả là đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình và tha nhân. Người Phật tử làm giàu trước hết nhằm đem lại hạnh phúc cho tự thân, gia đình và các nhân công, người phục vụ. Kế đến, đem tài sản của mình làm ra cho bà con, thân hữu, bè bạn và tha nhân được an vui, hạnh phúc. Mặt khác, biết cách bảo vệ thành quả lao động, đồng thời không lãng phí và đầu tư vào những công việc không đem lại lợi ích cho con người. Ngoài ra, người Phật tử phải biết đem tài sản do mình làm ra để xây dựng các công trình văn hóa, nhớ về cội nguồn, cúng tế ông bà tổ tiên và bố thí cho các vong hồn đói khát. Sau cùng, người con Phật phải biết hướng về các vị bô lão, những người có đời sống đạo đức phạm hạnh như sa môn để cúng dường, đồng thời học theo đức hạnh của các ngài nhằm xây dựng phước báo tốt đẹp cho tự thân trong đời này và đời sau. Làm giàu với năm mục đích cao thượng như trên, người con Phật đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, công bằng, tiến bộ và văn minh. 4. Giàu lên dễ sanh tật. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con. Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục, và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú dồi dào, lại có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Thật sự là như vậy, thật sự là như vậy, thưa Đại Vương. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong dục, họ tham lam, điên dại trong các dục ở đời, không ý thức rõ ràng, đã quá độ mê say. Chẳng khác gì con nai không thấy đặt bẫy sập, về sau họ khổ đau, chịu quả báo ác nghiệp. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 1 chương 3 phẩm 1 phần thiểu số lược, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang 170. Lời bàn.
Thường thì chúng ta hay quy kết cho đói nghèo là nguyên nhân chủ yếu của các tệ nạn xã hội. Thế nhưng, khi con người và xã hội giàu có lên cũng không hẳn là giảm bớt đi những tệ nạn ấy, đôi khi lại còn trầm trọng hơn. Giàu lên bằng sự làm ăn chân chính là điều ai cũng mong muốn. Khi chia tay với cái đói nghèo, sánh vai cùng khấm khá giàu sang, nhưng chớ ảo tưởng rằng ta đã thành công, đang neo thuyền đời nơi bến bờ hạnh phúc. Thực tế cho thấy không phải hễ có tiền thì mua tiên cũng được. Sự đổi đời, giàu lên nhanh chóng, dễ dàng tạo ra chênh vênh lúng túng, thậm chí lệch lạc trong nhận thức cũng như hành động và đem đến không ít bất hạnh trong đời. Khi trong tay có tiền, nếu không biết làm chủ bản thân, tư tưởng hưởng thụ bất chính bắt đầu trỗi dậy, không ít các trò đua đòi, chân diện, xa hoa, ăn chơi trác tán và tệ hại hơn là quan niệm sống hưởng thụ, trụy lạc, sa đọa bắt đầu từ đây. Bằng chứng là những con nghiện, các anh hùng xa lộ, những dân chơi lắc thâu đêm suốt sáng ở vũ trường vân vân, hiện nay phần lớn đều là người giàu hoặc con cái nhà giàu. Đó là chưa kể đã giàu, lại mong muốn giàu thêm, có tiền sinh ra đủ tật, ăn nhậu, bài bạc, chơi bời, chim chuột, và để bù cho những khoản chi vì các tật xấu ấy nên mới có tham quan hối lộ, bòn rút của công, hoặc không có chức quyền thì trộm cướp, buôn lậu, lừa đảo. Và hậu quả là không ít gia đình tan vỡ hạnh phúc vì cái giàu, bị tù tội và hối hận vì sự ham giàu, mất niềm tin với cuộc sống dù cho giàu có dư dật. Như vậy, giàu có về vật chất là điều cần đạt được, nhưng phải song hành với sung mãn về đạo đức, tinh thần. Mất cân đối giữa giàu sang về vật chất và tinh thần là hiểm họa. Do vậy, cùng làm giàu vật chất và thăng hoa tinh thần là mục tiêu của tất cả những người con Phật. 5. Có mắt mà như mù. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana dạy các tỷ kheo. Có ba hạng người, này các tỷ kheo, có mặt ở đời, thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Này các tỷ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, có người không có mắt để có thể thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, làm tăng trưởng tài sản đã thu hoạch. Không có mắt để có thể biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không có tội, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người mù. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, người có mắt để có thể thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, làm tăng trưởng tài sản đã thu hoạch, nhưng không có mắt để có thể biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không có tội, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có một mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, có người có mắt để có thể thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, làm tăng trưởng tài sản đã thu hoạch, và có mắt để có thể biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không có tội, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt ở đời. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm Người, phần Mù Lòa, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 229. Lời bàn. Trên đời, trừ những người tật nguyền, hầu hết mỗi người đều có đôi mắt sáng. Tuy nhiên, để thực sự có đôi mắt sáng đúng nghĩa, tức biết nhìn lại chính mình, đồng thời để nhìn rõ đục
trong giữa dòng đời thì không phải ai cũng có. Do vậy, có khá nhiều người đầy đủ cả hai mắt mà cũng như mù hoặc chột, nên phải rèn luyện và tu dưỡng thật nhiều mới đem lại ánh sáng đích thực cho đôi mắt của chính mình. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, một người thực sự có hai mắt, khi người này biết làm ăn chân chính, đem lại sự no ấm, thịnh vượng cho gia đình và xã hội, đồng thời biết phân biệt rõ ràng tốt xấu, thiện ác và họa phúc, làm giàu một cách chính đáng bằng cách tuân thủ pháp luật, các nguyên tắc đạo đức và nhất là biết chia sẻ những thành quả lao động với cộng sự và những người kém may mắn hơn mình. Nhưng nếu chỉ biết làm giàu, nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên đi hậu quả thì như người chột, vì đôi mắt của hạng người này chỉ nhìn thấy lợi mà thôi, không thấy được điều ác, bất thiện để tránh né hoặc từ bỏ, thì dẫu có chút thành công nhưng chỉ mang tính nhất thời. Tuy vậy, hạng người này vẫn còn khá hơn hạng người có mắt mà như mù, những người không có khả năng tự xây dựng đời sống no ấm cho chính mình và chẳng nhận ra những điều xấu ác trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do vậy, vâng lời Phật dạy, mỗi người con Phật phải nỗ lực tu dưỡng để có đôi mắt sáng, tức thành tựu chánh kiến, bằng cách xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày một phát triển thăng hoa. 6. Sự nghèo khổ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana dạy các tỷ kheo. Sự nghèo khổ này các tỷ kheo là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống túng thiếu, phải mắc nợ, phải chấp nhận tiền lời. Khi thời hạn đến, nếu không trả được tiền lời, bị người ta hối thúc, bị theo sát gót, bị truy tìm và bị người ta bắt trói. Này các tỷ kheo, như vậy, nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Tiền lời cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị hối thúc cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người có tham dục ở đời. Cũng vậy này các tỷ kheo, ai không có lòng tin trong các thiện pháp, không có lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, người này, này các tỷ kheo, được gọi là người nghèo khổ, không có sở hữu, sống túng thiếu trong pháp và luật của Bậc Thánh. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 3 chương 6 phẩm Dhammika phần nghèo khổ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 117. Lời bàn: đã nghèo lại gặp eo, dẫn đến túng thiếu nợ nần, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, nếu không trả được tiền lời thì bị hối thúc, bị truy bắt, thực sự là một bất hạnh, đau khổ cho người nghèo. Chẳng ai muốn lâm vào nghèo khó nợ nần, cũng không người nào muốn bị các chủ nợ bức bách, nhưng hoàn cảnh bắt buộc như thế thì cũng đành ngậm cay nuốt đắng, chịu mọi tủi nhục đau khổ mà thôi. Thân nghèo thường đi với phận hèn, vì nghèo nên phải túng, cái khó lại bó cái khôn, hoàn cảnh ấy lại càng làm cho khổ đau hơn đối với những người có nhiều mong cầu tham vọng. Khi mà hiện thực xã hội thiên về thực dụng, coi trọng vật chất, ma lực đồng tiền có thể biến điều không thể thành có thể, thì thân phận của những kẻ nghèo hèn lại càng bi đát hơn. Đối với những người đã phát nguyện xả phú cầu bần thì tiền bạc tài sản đối với họ không quan trọng.
Không ai chê cười người tu mà nghèo kiết xác cả, có chăng chỉ là trường hợp ngược lại. Tài sản và sự giàu có của người tu thuộc về tinh thần suốt một đời phấn đấu để đạt được một gia tài chân không màu nhiệm, không có gì mà thực sự có tất cả. Theo tuệ giác của Thế Tôn, cái nghèo nàn túng thiếu của người học Phật chính là xu hướng tìm cầu sự sung túc vật chất theo kiểu thế gian, vốn dĩ phù dân hư giả. Biểu hiện cụ thể của sự nghèo túng là không có lòng tin, không có hổ thẹn, không biết sợ hãi, không siêng năng, thiếu hẳn trí tuệ. Vì thế để thực sự giàu có sung mãn trong pháp và luật của bậc thánh, người con Phật phải trau dồi trưởng dưỡng lòng tin, phải biết hổ thẹn với mọi người và với chính mình, đặc biệt là biết sợ đối với các bất thiện pháp. Tinh cần siêng năng nỗ lực tu học và phụng sự chúng sinh dưới sự soi sáng của tuệ giác. Chính lòng tin, hổ thẹn, sự sợ hãi với ác pháp, tinh cần và trí tuệ mới là tài sản làm nên sự giàu có đích thực của những người đệ tử Phật. 7. Buôn bán phát tài. Một thời Thế Tôn trú tại Varanasi, chỗ vườn nai gọi các tỷ kheo, thành tựu với ba chi phần. Này các tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản. Thế nào là người buôn bán có mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán biết các thương phẩm, vật này mua như vậy, bán như vậy, sẽ đưa lại tiền lời như vậy. Thế nào là người buôn bán khéo phấn đấu? Ở đây, này các tỷ kheo, người thương gia khéo léo mua và bán các thương phẩm. Và thế nào là người thương gia xây dựng được cơ bản? Ở đây, này các tỷ kheo, người buôn bán được các gia chủ hay con các gia chủ, được các nhà giàu có tiền bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau. Người buôn bán này là người có mắt khéo phấn đấu, có đủ sức cấp dưỡng vợ con và thường trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta trao hàng hóa cho người này. Này bạn thương gia, hãy lấy tiền này xây dựng tài sản để nuôi dưỡng vợ con và thường thường trả tiền lời cho chúng tôi. Như vậy, này các tỷ kheo, là người buôn bán xây dựng được cơ bản. Thành tựu với ba chi phần này, này các tỷ kheo, người buôn bán không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm Người Đóng Xe, phần Người Buôn Bán, trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 207. Lời bàn. Người xưa thường nói phi thương bất phú, nghĩa là không kinh doanh buôn bán thì khó mà giàu mạnh. Tuy nhiên để gặt hái thành công làm giàu một cách chính đáng bằng nghề buôn bán, theo tuệ giác của Thế Tôn, cần hội đủ ba yếu tố nền tảng: có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được cơ bản. Có mắt tức là nghiệp vụ chuyên môn, biết rõ về nhu cầu thị trường, đặc điểm hàng hóa và hiệu quả kinh tế của các thương vụ. Ngoài chuyên môn thì tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm buôn bán và sự phấn đấu bền bỉ để đạt được mục tiêu khéo phấn đấu cũng góp phần quan trọng đem lại hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là phải có uy tín, tức xây dựng được cơ bản trong kinh doanh, buôn bán chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Chữ tín bao gồm uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng và luôn đảm bảo mục tiêu lợi ích song phương. Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, những doanh nghiệp, doanh nhân nào thành tựu với ba chi phần này không bao lâu sẽ đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn.
và đây chính là tiêu chí cơ bản cho những doanh nhân Phật tử áp dụng để kinh doanh buôn bán thành công, lợi mình và lợi người. 8. Chủ nhân và người làm. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, bây giờ Shingalaka, gia chủ tử dậy sớm ra khỏi thành Dương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương. Rồi Thế Tôn buổi sáng vào thành Dương Xá khất thực. Sau khi dạy Shingalaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm: Này gia chủ, có năm cách một vị thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc. Giao việc đúng theo sức lực của họ, cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử với năm cách như trên, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách sau. Dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, tự bằng lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. Này gia chủ tử, vị thánh chủ nhân đối với các hàng nô bộc theo năm cách và nô bộc có lòng thương tưởng đối với thánh chủ nhân theo năm cách, như vậy tất cả đều được an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi. Đại Tạng Kinh Việt Nam Trường Bộ 2 Kinh Giáo Thọ Thiệt-ca-la Việt trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991, trang 544. Lời bàn. Bàn về mối quan hệ giữa giới chủ với thợ thuyền, Thế Tôn đã đề cập đến trách nhiệm của giới chủ trước. Đây là một cách nhìn nhận vấn đề rất nhân bản và tiến bộ trong thời cổ đại, khi mà những người làm công luôn bị khinh rẻ, thậm chí bị xem như nô lệ, giới chủ được trọn quyền sinh sát. Một người chủ muốn thành công trước hết phải có khả năng quản trị, điều hành nhân viên, bố trí người có năng lực chuyên môn vào đúng vị trí công việc. Không đúng người đúng việc thì cho dù người đông vẫn không chạy việc, về lâu về dài chắc chắn sẽ chuốc lấy sự tổn hại và thất bại. Mặt khác, phải luôn nghĩ đến quyền lợi của người lao động, chế độ lương bổng hợp lý, ăn uống đầy đủ, nhất là quan tâm đến người làm khi bị bệnh tật hoặc xảy ra tai nạn lao động. Trong những dịp lễ Tết, cần ban thưởng hay thết đãi tiệc tùng để động viên khuyến khích, và nhất là chế độ nghỉ phép hợp lý để người làm được nghỉ ngơi hoặc có dịp đi xa thăm viếng tham quan. Hẳn chúng ta sẽ ngỡ ngàng khi biết được cách đây hơn 2.500 năm mà Thế Tôn đã có quan niệm về sử dụng lao động không khác mấy so với thời đại chúng ta bây giờ. Nếu giới chủ kiện toàn được những yếu tố trên thì lo gì những người làm công không gắn bó, làm việc hết lòng. Một người khi sử dụng lao động và những người lao động đều được lợi ích no ấm thì xã hội bớt mâu thuẫn, bất công, mọi người đều hạnh phúc, an vui. Chính điều này đã góp phần kiến tạo xã hội thịnh vượng, công bằng và văn minh. Đó cũng là mục tiêu hướng đến diệt khổ của Đạo Phật.